Chưa, em thưa Euro Sài Gòn xin kính chào anh em. Trước mặt em là một cái siêu phẩm của hãng Rotel à, một siêu phẩm. Vì sao nó là siêu phẩm? Vì nó là hết số của hãng Rotel. Hết số là cái dòng bao Rotel RB5000. Thì em này ra đời khoảng 1980-81, quy giá xuất xưởng là 1.050.000 yên, rất là khủng khiếp, tương đương hơn 230 triệu vào thời điểm đấy, rất là khủng. Nó là đầu bảng ha. Con này thì thiết kế với cái mặt phanh nhôm đen sứt rất là đẹp, và xây của em nó là xây 48, à em xin lỗi, không em nhớ lộn quá, để em đo lại cho chặt lấy cái thước. Đúng rồi, xây 48 anh em ha, xây 48. Và hậu sâu vô, hậu sâu vô gần 50 ha, cả đế chân phía sau hậu sâu vô gần 50, và cao lên cả đế chân là 25 26, cả đế chân là 26 ha, và nặng là 53 kg, và có công suất là cực khủng, lên đến 3200 w, cực kỳ khủng luôn ha, cực kỳ khủng. Và công suất thật, gọi là công suất thật ha, đánh cho lò 8 ohm là 500 w một kênh 8 ohm, rất là khủng khiếp ha, rất là khủng khiếp. Những cái đầu khủng lớn thì anh em có thể thấy nó đánh ra khoảng 200-300 w, 300 w là dữ dằn. Con này là công suất ra lò là 500 w một kênh 8 ohm, rất là khủng khiếp. Thì em về được một con, phải nói con này rất là hiếm ha. Thì những cái con này hạng đầu bảng thì bên Nhật người ta ít về được tới đây lắm, và khi những cái con này người ta sản xuất cũng rất là ít, cũng không có nhiều đại trà nhiều ha. Rồi em sẽ quay sơ lược cho anh em xem. Con này rất là nặng, rất là khủng, em phải chế cho nó một cái bánh xe như thế này để em quay qua vậy lại quay chi tiết cho anh em xem, chứ không thể nào nhấc nổi con này với hai người khinh mới được ha. Đấy, một khoai nhôm đen ha, rồi theo 5000, hai đồng hồ VU chà bá lửa luôn, hai vi tinh chỉnh cho mỗi vế, và đánh được ba cầu lo ha, ba cầu lo ABC. Đấy, rất là chất, chưa có vài cầm, và tổng thể nó phía trên đây, và ốc ác em động mở ra sẵn cho anh em luôn. Đây tổng thể bên hông là sườn phía bên trái, ba sườn phía bên phải. Con này nó rất là khó quay, kéo vào đây xíu đó, anh thấy không, nó rất là đẹp, rất là mới luôn, một khoai nhôm sứt rất là đẹp. Rồi sẽ em mời anh em nghe một đoạn nhạc trước đi, rồi em sẽ quay phần ruột gan chi tiết cho anh em. Đây là volume của mỗi vế ha, đó là một lo. Oh,
thì em đang ghép cái nguồn nhạc trực tiếp từ CD ra ha, không qua rề. Em cũng có rề ở phía trên nhưng mà không có ghép để cho anh em nghe một cái âm direct một mạc nhất ha. Thì chúng ta ghép qua rề thì sẽ làm rất là hay hơn. Nhưng mà những đối với những cái bao cũng lớn như thế này, chơi trực tiếp như thế này đã đánh rất là hay, tiếng của nó là rất là tuyệt vời luôn ha. Thì cái bao thì không có thiết kế nút nhiều, bao như thế này là nút rất là nhiều rồi. Cái bao này là chúng ta đang kiểm soát cái phần vu và đèn tia lên ha. Còn này nó có chế độ note man hoặc chế độ test âm. Test âm mà chúng ta bật qua đây và bật qua lô này, chúng ta đang thiên về bass nhiều hơn ha. Note man ạ. Chế âm thì cũng không có khác biệt gì nhiều. Đấy, khi chúng ta sử dụng một cái đề chất hoặc là những cái nguồn nhạc vào chất hơn là chúng ta thấy phân biệt được. Và đây là chế độ đèn tia nhiều quá, và vũ nhiều quá trời ha. Đây là tắt ha, lên nè, lên nữa nè. Đây là đơn giản rất là dễ xài như vậy. Còn cái này là switch, cái này là tắt ngõ vào nè. Đấy, là tắt này tắt ngõ vào. Rồi đây là đèn ba cầu lo nè ha, ABC. Đấy, thì đánh trực tiếp là được hai cặp AB hoặc là BC hoặc là AC ha. Thì nó đánh được ba cầu lo để chúng ta thay đổi chế gam, chúng ta có thể câu vào sẵn ba đôi lo cùng một lúc và chỉ đánh được hai đôi lo cùng một lúc thôi ha. Rồi tổng thể nó là vậy. Rồi em tắt đã. Con này nặng, rất là nặng, rất là khủng. Đây là phần phía sau đây. Đây em đang đánh cặp lo A ha. Dây thì xài dây bình thường thôi. Để em rút dây lo ra luôn, kéo tay tới tay lùi cho anh em xem nó dễ ha. Đấy, nè, phần phía sau rất là khủng ha. Nè, rồi theo model là RB5000, power mat 3000 2W ha, điện 100V, công suất là 3000 2W. Đây, dây nguồn, dây này chỉ cần lau sơ là sạch thôi, dây rất là to ha. Đấy, những cái chạm lò nè, nhìn thấy không, rất là chắc chắn. Và cái ngõ vào thì chúng ta thấy về sử dụng ngõ RCA, khi chúng ta xài ngõ ba lăng thì chúng ta bật xuống ha, còn ngõ RCA thì ta bật lên. Đó, em đang ngõ xài là RCA đến ba cầu lo nè, ABC nè. Còn kháng trở nè, kháng trở ABC 4-16 ohm và A cộng B, A cộng C và B cộng C thì 8-16, giống như thông dụng bình thường thôi, giống như mỗi cặp là 4-16, hai cặp thì đánh 8-16. Đấy, rồi em này thiết kế với phần ba nắp ha. Đây, không phải nói thất ở đây, anh em thấy khủng khiếp chưa? Rất là khủng, để em lấy cái CD cho em bỏ lên em bấm cho anh em thử cái nguồn nó bự như thế nào ha. Đây là cái CD đây, đường kính em này khoảng gần 20 luôn, một cái tăng phô gần 20, bởi vì nó rất là nặng, nó 58kg ha. Anh em có thể thấy nội thất phía trên đây nó đặt lặt như thế này nào, còn mặt dưới nữa ha, mặt dưới là còn khủng nữa, mặt dưới cũng khủng như mặt trên thế này. Mặt dưới linh kiện rất là nhiều và còn những tụ nhỏ nhỏ này mà dài nhiều lắm, và nó con màu này cực kỳ khủng luôn. Cái này nào quan tâm phần mặt đáy dưới thì có thể kết bạn qua Zalo, em gửi hình chi tiết qua cho ha. Đấy, quay lại chiếc bao, một cái tăng khô rất khủng và sâu khoảng tầm cũng gần 20 luôn ha. Và tăng khô và tụ lọc rất là khủng, to khủng khiếp luôn. Anh em thấy hình dung cái CD với cái tụ là biết rồi. Đây là sườn phía bên trái nè, nó những bo mạch là mới tinh hết. Những cái tụ này là 140V ha và 22.000 UF tụ NA. Đây, đang có thể dòm thấy nè, 22.000 tụ NA rất là to ha, to khủng khiếp luôn, hai cái tụ to khủng khiếp luôn. Ở đây là sườn phía bên phải, đây
mẫu sườn là đều có sơn phơi ri hết, tem mát đầy đủ hết trơn ha. Đó. Rất là chất đầu bên na nè. Và nó có ba le riêng cho ba cụ lo. Mặt trên thì nó rất thiết kế rất là đơn giản thế này. Và em này nó sử dụng tổng cộng là 20 con sò sắt, 20 con ha. Mỗi một vế như thế này là 5 con và có cái quạt tản nhiệt phía dưới quạt lên ha. Và nó tự nhặt phía dưới quạt lên. Và quạt khi mà chúng ta máy hoạt động là không nghe một tiếng động luôn. Quạt là cực kỳ im luôn. Đây, để em tắt. Em sẽ mở lên cho anh em ha. Đó, rồi le đã đóng. Quạt nè. Anh em không nghe, nghe tiếng quạt luôn. Quạt nó đang quạt lên. Nhìn khe ở đây là đã thấy nè, em tắt đi. Anh em nhìn xuống dưới này sẽ thấy cái cây quạt. Đó. Cây quạt nằm phía dưới ha. Đó đó, quạt đang quay đó. Máy hoạt động rất là im. Và ôi lại là phần công suất nè, 20 con sò sắt và trong đó có 18 con là nét đỏ đen, 3 số 5 và 600 và 4 con thúc điểm cho mỗi một vế. Đây anh em có thể nhìn thấy nè, Saken nè, phần phía dưới là nét đỏ đen ha. Đấy, những cái ngóc trong đây á, thì em không vệ sinh tới được nên em để nguyên si luôn ha. Đó là những con điểm này nè, đối với những anh em nào mà thăm gành xanh rồi phần điện tử á, những cái con điểm này nè nó cho chất âm rất là mạnh, rất là mạnh ha. Khi phần nguồn nhạc vào qua nó trước, nó điểm phần sức lớn lên một tí, xong bắt đầu mới qua phần 16 con dưới còn lại ha, và nó đẩy ra lo rất là mạnh. Con này nó rất là khủng luôn. Này tàu Wena nè anh em, rất là đẹp. Cái nó cứ to, em kiếm gì em ốm cái tụi anh em xem cái tụi của nó là rất là khủng. Này anh em biết cái đây là cái lon Coca này ha. Coca cầm nó rất là bự, anh em để lên nè. Đó, nó bằng đó nè ha, rất là bự và sâu ha. Một cái tụ khoảng tầm 10, sâu nó khoảng 18 phân á. Đấy, thôi tổng thể nào thất hay như vậy thôi. Rồi, và cuối cùng là giá cho anh em ha. Rớt ốc ở đây. Cuối cùng là giá 49.500 anh em. 49.500 bao ship toàn quốc. Và anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh lấy tại chỗ với giá là 48.500. Con này rất là nặng thì em phải ship bảo đảm ship ăn gói an toàn nên phí rất là cao ha. Con này là xin tuyệt đối anh em. Về là chỉ vệ sinh test hết tốt luôn, những cái bao này nó rất là trâu bò ha. Thì đối với những bao công suất lớn này, chúng ta có thể đánh tốt những cái dòng đặc biệt là những cái dòng JBL, Beam Dub, Tay Noi và những cái dòng lo thiêu và những cái dòng lo đời mới châu Âu to khủng. Và chúng ta có thể đánh những cái cặp lo 30, 40 đôi cho là ghép vàng, bích, bằng cơ, bằng số thì chúng ta có thể chơi cao kê tuyệt vời. Dạ rồi, video cũng dài quá, em xin kết thúc video ha. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và giá là 49.500 bao ship toàn quốc anh em ha.